Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn sự trở lại quý vị vào phần 4 của chương trình ngày hôm nay, phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Trên đường dây tôi có một câu hỏi rất là hay, là cô nói là cô đang hỏi cái câu hỏi cho ông xã của cô. Ông xã của cô sinh năm 1935, tính là bây giờ đã 81 tuổi rồi. Mà cô nói là ông đi có khó, phải rặn mới đi được. Và thứ hai là đi ra máu. Thành ra cái chuyện đầu tiên mà lần cái tuổi đó 81 tuổi rồi mà đi tiểu phải rặn mới đi được, mà đi rất là khó đó, thì cái chuyện đầu tiên là nghĩ cái prostate. Phải không? Cái nhiễm hậu tuyến. Thật ra tiếp lời bác sĩ Toản đó, cái tuổi đó mà mình rặn ra rất là khó, là số nhất là mình phải suy nghĩ về nhiễm hậu tuyến. Cái nhiễm hậu tuyến mình càng lớn tuổi nó càng lớn ra, nó càng lớn thì nó càng đè cái dây đi tiểu, ống tiểu, đi ống tiểu, thì nó làm mình đi tiểu rất khó. Thì trước sau, trước nhất đó, thì mình phải nghiên cứu về cái nhiễm hậu tuyến. Nhưng mà hồi nãy cô có nói là ông xã đi tiểu rác nữa, có thể là bị nhiễm trùng đường tiểu, thành ra cái lúc đó phải trở lại bác sĩ gia đình rằng họ làm thí nghiệm thử nước tiểu coi trong nước tiểu có nhiễm trùng hay không. Cái đó là một chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba có thể là cái bọng đái, nếu mà mình lớn tuổi có nhiều người bị ung thư bọng đái thì nó cũng ra máu. Phần thứ ba là có thể cái thận của mình, thành ra cũng khó biết lắm. Cái này là bốn cái nghề nguyên khoa, cái nghề y khoa khác nhau. Nhưng mà trở lại của bà hồi nãy, bà nói đó là bà có đi khám bác sĩ gia đình xong rồi có vô nhà thương, họ đã nghiên cứu mà họ không kiếm ra được gì hết, phải không bà? Dạ. Nghĩa là bà có vô nhà thương rồi mà có đi nhà thương rồi, trong đi nhà thương Pháp rồi, đi nhà thương ở lâu già nữa mà lâu già không có, bây giờ cũng vẫn chưa có điều trị được gì hết á chú. Lúc mình vô nhà thương đó, trong nhà thương nó có siêu âm, nó có nói là cái nhiễm hậu tuyến có bị lớn không? Không có nói nha, chú ơi. Theo tôi thì bà cần thì để cho nó rõ là bà cần trở lại gặp một bác sĩ gia đình của bà ở, tôi nghĩ là San Diego, thế có nhiều bác sĩ Việt Nam lắm. Gặp bác sĩ Việt Nam ở San Diego rồi nhờ ông nói cho ông nghe, rồi xin ông coi cái bọng đái, rồi coi cái nhiễm hậu tuyến, rồi chữa cái thuốc uống đó, ông có uống thuốc để mà đi đái cho nó dễ đó, có nhiều thuốc. Mình nếu mà người bị cái nhiễm hậu tuyến nó bự đó, uống thuốc nhiễm hậu tuyến cho nó sẽ nó teo bớt đi mà đi tiểu cho nó dễ nữa. Thành ra nên trở lại kiếm một bác sĩ Việt Nam mà họ biết rành về vụ này đó, họ sẽ giúp cô nha. Dạ, cô ở San Diego hả cô? Dạ, ở San Diego. Nên gặp lại bác sĩ gia đình, mà nếu gặp bác sĩ Việt Nam để họ giúp cô nha. Dạ, nếu mà cần đi tới bác sĩ được. Nhân được không? Được. Nếu mà lên trên này nếu có thời giờ thì từ San Diego lên đây cũng là trăm mấy chục mai thôi, nhưng mà nếu mà muốn đi thì bà lên đây thì được, và lên thì bác sĩ Nhân cho số điện thoại đi. Được. Nếu bà muốn lái xe lên đây tôi rất là vui đặng giúp bà. Số telephone của tôi là 714. Dạ, hồi nãy tôi có ghi rồi. Dạ. Tôi nghe bác sĩ đọc có tôi ghi rồi đó. Rồi, cảm ơn cô nha. Ok, bye bye ha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Bây giờ trên đường dây tôi có một quý vị, xin quý vị cho biết tuổi, biết câu hỏi, biết ở đâu ạ. Hello. Dạ, tôi nghe. Dạ, chào cô. Dạ, cứ câu hỏi đấy cô. Dạ, alo. Dạ, chào hai bác sĩ. Dạ, chào cô. Dạ, tôi tên là Yến, năm nay tôi 63 tuổi. Dạ, chào cô ý. Dạ, thưa hai bác sĩ là dạ đã kể hết cái trường hợp cái bệnh của tôi là coi như là tháng 10 năm vừa rồi á. Dạ. Tôi có bệnh đau, coi như là tôi bị là đợt bẻ cái chân phải, mà nó bẻ liên tục, tôi bẻ từ sáng cho tới sáng hôm sau luôn. Dạ. Thì tôi chịu đựng như vậy không nổi, tôi mới không có đi đến bác sĩ gia đình, mà tôi đi thẳng ông bác sĩ Trần Triệu Triệu á. Dạ, Triệu Trần nha. Dạ, bác sĩ Trần á. Dạ. Thì bác sĩ có chụp hình thì tôi bị là coi như là lòi cái cột, lòi cái gì sụn ở trong xương sống á. Dạ, đó. Thì bác sĩ có chụp hình và bác sĩ có cho thuốc uống. Dạ. Thì coi như là cái thuốc của nó là naproxen á. Dạ. Thì rồi cái thuốc rồi sau đó rồi tôi đi về tôi uống, thì coi như là tôi đỡ vậy thôi, chứ cũng là không có là hết đỡ, là đỡ bị giật, không có bị giật bẻ. Yeah. Nhưng mà nó qua cái tình trạng là đau nhất đó, nó đau từ ở chỗ cái bắp đùi xuống với cái gót chân, cái xuống với cái mắt cá của chân á. Yeah. Thì sau đó thì nó vừa đau mà nó vừa tê bàn chân. Thì bây giờ hiện tại bây giờ thì tôi không có bị tê cho bàn chân nữa. Yeah. Mà tôi vẫn còn đau đau từ cái bắp dế đi xuống cái cổ chân. Dạ.
thì tôi cũng có đi bác sĩ gia đình, thì bác sĩ gia đình là cho tôi vớ mang để là tại vì tôi làm nhà hàng tôi đứng tới 10 đúng rồi. 12, 12 tiếng một ngày. Dạ tôi đồng ý. Đó. Dạ thì tôi có uống nhưng mà khi mà rồi đi bác sĩ gia đình, bác sĩ gia đình có cho là Celecoxib á. Dạ, ok, Celebrex. Thì tôi uống cái đó thì nhưng mà một ngày á, trong cái này á, để một ngày uống có một viên thôi. Dạ. Nhưng mà tôi uống một viên thì nó không có thấm. Dạ. Thì tôi muốn hỏi bác sĩ, ví dụ như tôi đau quá đó, một ngày tôi uống hai viên mà tôi uống thường xuyên như vậy, nó có bị ảnh hưởng gì tới sau này, nó bị biến chứng gì sau này không? Dạ, có câu hỏi như vậy thôi. Dạ, cảm ơn hai bác sĩ. Dạ, có gì bác sĩ cho một câu nữa. Dạ, dạ. Là tôi cách đây một tháng, bác sĩ gia đình có cho tôi đi chụp hình lại cái xương sống. Thì ra là cái xương sống tôi kết quả là nó không có bị cái gì hết. Ok, rất tốt. Dạ. Dạ. Dạ, nhưng mà bây giờ không biết mà, nhưng mà cái chân tôi vẫn còn đau. Nhưng mà tôi không biết là tôi uống cái thuốc nó dài hạn nó có ảnh hưởng gì sau này hay không. Dạ, xin hai vị bác sĩ giúp đỡ giùm. Dạ. Dạ, có thuốc nào mà để tôi uống đừng có đau nữa không? Dạ, chứ uống hoài sao sợ quá bác sĩ. Dạ, chờ dạ. Ok, trong kinh nghiệm của tôi đó thì hồi xưa đó họ nói là uống cái Celebrex hay là Celecoxib đó một ngày 200 thôi, nhưng mà từ từ họ nghiên cứu theo họ thấy đó nếu cần đó lâu lâu uống 400, nghĩa là 200 sáng 200 chiều cũng được, nhưng mà đừng có uống mỗi ngày thôi. Cái Celecoxib đó tôi khuyên đó, nếu mà muốn đau mà muốn giảm đau đó thì tôi khuyên đó uống cái Celecoxib xong rồi mình uống thêm cái Tylenol, là tại hai cái thuốc này nó cái hiệu lực của nó khác nhau. Nhưng mà nếu mà có rất nhiều bệnh nhân của tôi uống Celecoxib một ngày 200 sáng 200 chiều, tôi thấy cũng không có gì trở ngại. Nhưng mà nếu mà uống được cái Tylenol đó, nó cầm cái đau đó, thì tôi xanh kẻ cái Celecoxib với cái Tylenol, tôi thấy nó hay hơn. Vâng, theo tôi thì đối với tôi thì uống cái Celebrex mà hai viên một ngày mà uống lâu thì không nên. Dạ, không nên. Okay. Tôi đồng ý. Bà uống trong 1-2 ngày mà phải ngừng. Dạ. Mà bà uống lâu ngày chày tháng cái thận mà sẽ suy. Celebrex có thể làm suy thận của bà. Yeah. Thành câu trả lời của tôi, bà đổi thuốc khác. Nếu mà Celebrex không chạy mà uống 2 viên 1-2 lần, mà 1-2 đừng uống thường xuyên, phải xin bác sĩ gia đình cho thuốc khác, rất là nhiều thuốc. Yeah. Cái thứ hai là Celebrex đối với tôi nó yếu lắm. Có nhiều thuốc khác mạnh hơn. Thành ra xin bác sĩ. Một tháng, mấy tháng nay rồi đó bác sĩ. Nên thay đổi, tại vì nó không còn hiệu lực nữa. Mà uống 2 viên, mà uống cả tháng này qua tháng khác là cái thận của bà tiêu. Thành ra bà phải xin đổi thuốc, nó có nhiều thuốc lắm. Thuốc nào, bà nhớ là thuốc nào cũng có phản ứng phụ. Thành ra mình phải thay đổi. Chứ uống một thuốc hoài mà uống mà nó không công hiệu nữa, mà cứ tăng đô lên hoài rất là nguy hiểm. Nha. Thì uống một viên nó không có bớt bác sĩ. Đúng rồi. Về uống thêm một viên nữa. Uống được, tôi đồng ý bác sĩ nhân. Uống thêm một viên nữa cũng 2 ngày 2 viên cũng được. Nhưng mà đừng uống lâu ngày. Uống ngắn hạn thôi. Với lời đồng ý bác sĩ Toản đó là mấy cái thuốc Celebrex là mấy cái thuốc NSAID lâu ngày uống nhiều quá nó sẽ hại cái thận, mà nó sẽ cái Celebrex thì nó không làm đau bao tử như mấy cái thuốc kia, nhưng mà nếu mà muốn cộng thêm mấy cái thuốc mới đó nên trở lại bác sĩ gia đình. Có mấy cái thuốc mới giống như là gabapentin hay là lyrica nó cũng giảm cái đau. Thành ra tôi đã, với lại có mấy chuyện khác nữa mình có thể dán lidocaine hay mình có thể cái lidocaine patch, hay là mình có thể bôi cái pomade. Không, nhưng mà tóm lại để trả lời câu hỏi của bà về Celebrex, câu hỏi của bà Celebrex uống 2 viên được không? Thì uống được, nhưng mà không uống được lâu dài hạn. Số 2 nên đó, phải đổi thuốc nha, phải đổi thuốc. Dạ. Không có bớt. Phải đổi thuốc cho bác sĩ nhân nói rất. Dạ. Bác sĩ gia đình để xin thuốc dán hay sao bác sĩ? Dạ, thuốc dán với là thuốc pomade, thuốc dán với thuốc pomade. Hoặc đổi thuốc khác, có rất là nhiều thuốc và nó mạnh hơn là Celebrex nha. Cảm ơn bà nha. Bây giờ trên đường dây tôi có một quý vị, xin quý vị cho biết đây là câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay, xin quý vị cho biết tuổi, biết ở đâu nhỉ? Dạ, thưa bác sĩ, tôi tên là Nga. Dạ, chào. Năm nay 55 tuổi. Dạ, chào cô Nga. Dạ, xin hỏi hai vị bác sĩ, như cái cổ của tôi á, nó đau từ một bên tay phải thôi, giữa bên tay phải mà nó đau xuống nguyên một cánh tay, xuống tới ngón tay mà nó nhức mà nó tê. Mà nó làm như là cái gân tôi bị ai kéo lên vậy đó. Khi mà tôi nghiêng cái cổ qua bên tay trái thì bên tay phải nó rất là căng mà nó đau. Đi bác sĩ á, thì bác sĩ cho tôi uống hai cái loại thuốc. Một loại là gabapentin 300mg. Một cái nó gọi là hydrocodone. Yeah, okay.
Rồi nhưng mà khi uống hai cái thuốc này á, thì nó giật người tôi là cảm thấy cả người đều tê hết, không dám uống. Trở lại bác sĩ thì bác sĩ đưa đi chụp X-ray, thì bác sĩ nói là cái cổ của tôi trên cái khớp xương á, nó làm như nó bị thu hẹp lại, nó Được. đè lên cái dây Thành thần kinh. kinh hay gì đó. Bây giờ thì bác sĩ cho cái thuốc Tylenol số 3 với một cái là gabapentin 300 mg, thì bác sĩ nói uống đi, nếu mà đỡ thì thôi, còn không bớt đó, là phải giải phẫu. Nhờ bác sĩ cho biết ý kiến là có nên giải phẫu hay không hả bác sĩ? Dạ, thì để trả lời của bà hồi nãy, bà nói của bà là bà 50, 55 tuổi phải không bà? Ok, bà còn 55 quá Con trẻ. trẻ. Thì trả lời bà liền đó, thuốc trường hợp của bà có thể không bớt thuốc bao giờ chữa hết, phải phải đi mổ thôi. Mà mổ là an toàn lắm, mổ rất là an toàn ngày hôm nay. Có rất nhiều bác sĩ họ mổ cho rất là nhẹ nhàng. Nhá. Còn máu nó không có nguy hiểm nào bác Không, bây giờ thuốc cái gì cũng có nguy hiểm hết, thuốc nào cũng có phản ứng phụ, và cái cái giải mẫu phẫu nào nào cũng có một cái nguy nguy cơ, hiểm của nó nhưng mà cái nguy cơ nó không có nhiều, giảm xuống rồi. nhìn nó Bây giờ thấp lắm. bây giờ cái nguy cơ mà mình mổ mà bị trục trặc đó, nó giảm xuống rất là nhiều. Hồi xưa có thể là cái nguy cơ nó là 50%, bây giờ cái nguy cơ nó cái Một chừng phần ngàn hả? một phần ngàn này thôi. Với lại một chuyện đó, tiếp lời bác sĩ Toản, hai cái thuốc gabapentin với cái thuốc hydrocodone đó, hay là cái thuốc Tylenol number 3 đó, hai cái thuốc này đó nó làm mình rất là buồn ngủ. Cái gabapentin nó cũng làm mình buồn ngủ, mà cái hydrocodone nó cũng làm buồn ngủ. Thế là uống cái thuốc này vô sẽ say sẩm rất là nhiều, thành tôi không thích hai cái thuốc này. Gabapentin thì được, nhưng mà tôi không thích cái thuốc hydrocodone, mà tôi cũng không thích cái Tylenol 3 nữa. Cái Tylenol 3 cũng được, Cô đi là chồng. nhưng mà nó có cái chất codeine, nó làm rất là buồn ngủ, say sẩm. Thế ra đồng ý với bác sĩ Toàn. Bác sĩ Toàn 100% rồi, trước sau gì cũng phải đi khám bác sĩ chuyên khoa, đặng nói chuyện về, nói chuyện thôi chứ không phải là mổ, nói chuyện về cái possibility đặng mình mổ thôi. Thôi chào bà nhé. Cảm ơn hai vị. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến xin tạm ngưng, xin hẹn tái ngộ cùng quý vị vào buổi phát hành kỳ tới, thứ hai tuần tới. Và nếu mà quý vị có muốn hỏi, quý vị tiếp tục email chúng tôi qua cái y tế lstv@gmail.com. Cảm ơn quý vị, cảm ơn bác sĩ nhân. Cảm ơn bác sĩ Toản, cảm ơn quý vị.